Tại Hà Nội, trong vòng một buổi sáng xảy ra hai vụ cháy lửa bùng phát dữ dội. Sáng ngày 10 tháng 8, lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng bán máy tính trên phố Trọng Bình, đoạn giao với Hồ Tùng Mậu, trong khi một vụ cháy khác xảy ra tại ngõ 109 Trường Chinh, quận Thanh Xuân. Theo thông tin ban đầu từ Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội, đám cháy tại phố Trọng Bình thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đã cơ bản được dập tắt. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chữa cháy. Theo thông tin từ người dân, gần 11 giờ ngày 10 tháng 8 tại phố Trần Bình, giao với Hồ Tùng Mậu, có xảy ra cháy cửa hàng bán máy tính, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy đã điều động phương tiện, nhân lực đến hiện trường để tiến hành các biện pháp dập lửa. Địa điểm bị cháy được xác định là quán bán hàng có quy mô 2 tầng, được làm bằng những vật đơn giản. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Trước đó, hồi 6 giờ 52 phút cùng ngày, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo cháy tại ngõ 109 Trường Chinh thuộc công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà. Ngay lúc này, đội xuất 2 xe máy chữa cháy, 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe tải, 1 xe chỉ huy tới hiện trường. Lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ phòng làm việc tại tầng 5 do công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà cho hai đơn vị thuê mặt bằng. Đến khoảng 7 giờ 30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo đánh giá ban đầu, khu vực bị cháy có diện tích khoảng 9m², một số khu vực lân cận bị tác động bởi nhiệt, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.